Cùng thầy giáo dạy văn kết bài nâng cao chiếc thuyền ngoài xa ngữ văn lớp 12. Nếu các bạn về giá trị nhân đạo là một giá trị cơ bản của những tác phẩm văn học chân chính, được tạo nên bởi niềm cảm thông sâu sắc của nhà văn với nỗi đau của những con người, những cảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Đồng thời, nhà văn có thể hiện sự nâng niu, trân trọng với những nét đẹp trong tâm hồn và niềm tin vào khả năng vươn dậy của con người, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời. Biểu hiện của sự đồng cảm trong ngòi bút Nguyễn Minh Châu đối với cuộc đời người lao động sau chiến tranh, nhà văn đã nhìn thấu, miêu tả chân thực cuộc sống nhọc nhằn, cơ cực khốn khổ của những con người lao động thông qua hình tượng người đàn bà hàng chài. Nguyễn Minh Châu đã dành biết bao nhiêu những yêu thương cho số phận bất hạnh của chị, phân tích vào nỗi khổ của người đàn bà xấu xí, nghèo khổ, nạn nhân của bạo lực gia đình. Không chỉ dừng lại ở đó, nhà văn còn lý giải những nguyên nhân gây nên đau khổ cho con người. Từ đó, ông phê phán, lên án hành động vũ phu thô bạo của người chồng trong việc đối xử với vợ con, đồng thời thể hiện nỗi lo âu khắc khoải về tình trạng nghèo cực tối tăm của con người, cảnh nghèo đói, cơ cực, tình trạng bất ổn, bất chắc trong cuộc sống là nguyên nhân sâu xa của sự bạo hành gia đình và sự nhẫn nhục chịu đựng, bày tỏ niềm trắc trở trước cuộc sống của thế hệ tương lai qua cách nhìn của nhà văn với cậu bé Phát. Tác giả đã khẳng định ngợi ca vẻ đẹp của con người lao động mà tiêu biểu là người đàn bà hàng chài và đặt niềm tin vào phẩm chất tốt đẹp của họ, đó là vẻ đẹp của lòng vị tha, sự thấu hiểu lẽ đời và tình mẫu tử sâu nặng. Phân tích và hình ảnh của người đàn bà hàng chài ở tòa án huyện trong hoàn cảnh đau khổ, nghèo khó, tăm tối vẫn ngời lên những vẻ đẹp của tình yêu thương, của đức hy sinh thầm lặng. Nghệ thuật ở đây là nghệ thuật xây dựng cốt truyện độc đáo. Điểm nhìn của nhân vật phụ là sự hóa thân của chính tác giả nên cách kể chuyện rất tự nhiên, khách quan, sinh động, chân thực nhưng cũng vô cùng sắc sảo, đồng thời thể hiện được tư tưởng của tác giả. Về mặt ngôn ngữ, vô cùng tự nhiên, sống động và phù hợp với đặc điểm tính cách của nhân vật. Chúc các bạn thành công!